đúng là đã nói và kho đây chăm lo một người con gái sức kem sức thắng tối ngày mới nghèo. Đen thui mày đặt sức kem sức phắng. Sức cũng ai thương ở đâu mà sức làm cái gì không biết nữa. Khó nói chuyện. Đẹp con khỉ thôi gì thấy xấu quá gớm. Nhiều khi không muốn nói, đang nói trong điện thoại mà. Hả? Đang nói điện thoại nè. Nói em xấu. Đang nói điện thoại sức em lo sức trời ai nói gì đâu. Ai dám nói em trời ơi. Mày đừng có mồm điêu đi. Đang nói chuyện điện thoại nè. Đúng không các bạn? Trời ơi bắt đầu sức chân mày á. Đi đâu mỗi lần mà đi chơi cái gì đó khó nói chuyện quá à. Mọi người có ai gì không? Đợi ngồi đợi ba bốn tiếng đồng hồ rồi sao biết muốn nghỉ đi biết muốn nghỉ đi luôn rồi sao làm đẹp làm gì hở hai gì thấy đích trắng gì nghĩ gì rồi sao chứ đi cái gì. Nói chuyện với ai vậy trời? Chuyện với anh đó. Ta đang tập trung live stream điện thoại nói chuyện gì trời? Con bé này sức kem ra sức kem nhiều chuyện hoài luôn trời. Mình thối bắt cái gì mới xịt được thơm. Con mày thối á. Thối ra thơm. Đi là anh. Đi không? Trời, giờ này ngủ đâu. Chơi. Kem cũng chơi nữa. Cũng xuất ra đường xấu vậy nè, mày nghĩ là mày nhìn gái cái gì. Hả? Cái nhìn chị ôm á. Ôi. Cái nằm. Có chuyện gì không mà tình? Cũng như vậy. Giữa ông gái cho ta coi ơi. Ý mai đi giờ này có ai hồn. Rồi trở con kem ai lỗ cái gì. Có đổ đâu lỗ. Trời chị bị đau chơi. Trời. Hở hở cái con mắt nhìn cỡ nó mất mắt mày ra giùm cái nằm. Anh Long ba đi chơi đi, ghệ đợi kìa. Không đi chơi hết trơn á, nghỉ đi rồi. Sao nghỉ đi, đi thử. Đi thử thì tao không đi. Ừ. Đi không? Á đục. Tao vậy mẹ không thèm. Đâu đâu. Bội. Người đẹp mắt liếc như con Kiki gì mắt đã tin. 2000 years later. Con gái một con chán đời chết. Chán không? Chán không? Chán sao không chán, chán thấy không muốn nói chuyện chung luôn. Vậy là mày ngày nào mày cũng đi nhậu là gì đó hả? Sao? Ngày nào mày cũng đi nhậu là gì đó hả? Nhậu mắc mớ, nhậu mắc mớ gì cái gì đó đâu. Hả? Trời ơi, nhậu có mắc có liên quan gì tới vụ mà. Mày chán không? Mày đánh ta trời, mày đánh đào không? Chán không? Chán là một chuyện, muốn bỏ luôn. Trời ơi, nhắm tới câu đó luôn. Sao không? Chán sao không? Mưa mặt kìa. Mặt gan luôn á. Nhìn gan
ăn chay, nhìn như con bị đê. Không bắt người ta không cháy sao được.